Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khoa học Content Marketing by Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và chuyên gia về marketing online. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn bài học đầu tiên trong khóa học Content Marketing. Đó chính là gì ạ? Content Marketing là gì? Thế thì chúng ta nghe ở trên mạng hoặc là đọc Facebook hay cái gì đó, chúng ta tìm kiếm trên Google hoặc là ở những cái trang web, chúng ta thấy là có cái thuật ngữ là Content Marketing. Thế thì ta sẽ cắt nghĩa như thế này, từ content trong tiếng Anh có nghĩa là nội dung. Marketing thì dịch ra tiếng Việt là tiếp thị, hoặc là chúng ta sử dụng luôn từ mượn là marketing. Content marketing chúng ta ghép vào nhau, được chưa ạ? Là content cộng với marketing, tức là chúng ta làm marketing bằng content. Và content dịch ra tiếng Việt chính là nội dung. Mà chúng ta sử dụng các nền tảng internet thì ở đây chúng ta sẽ thu hẹp cái phạm vi nghiên cứu. Đó chính là làm marketing bằng nội dung số. Vâng, tôi xin nhắc lại, content marketing ở đây chính là làm marketing bằng nội dung. Và trên nền tảng internet thì đó chính là làm marketing bằng nội dung số. Thế thì content marketing là gì? Tức là làm một cái quá trình chúng ta cung cấp thông tin, chúng ta làm thỏa mãn khách hàng bằng cách là chúng ta cung cấp cho họ những nội dung. Nội dung này gồm những cái gì? Làm sao để có được cái nội dung hay? Thì đó là những cái phần bài học tiếp theo mà tôi sẽ nói với các bạn. Vậy chúng ta thống nhất với nhau là làm content marketing là làm gì, đúng không ạ? Vâng, tại sao người ta gọi là content is king? Tức là nội dung có nghĩa là vua, nội dung có nghĩa là số 1. Bởi vì các anh chị và các bạn biết rồi, con người giao tiếp với nhau thông qua nội dung. Khách hàng mua hàng, sản phẩm và dịch vụ thông qua nội dung. Nội dung ở đây nó sẽ bao gồm rất nhiều các cái thể loại định dạng khác nhau. Nhiều người ở trên mạng lầm tưởng là content marketing tức là viết, tức là những bài viết. Bạn này viết hay thế, bạn này làm content hay thế. Xin thưa với các anh chị và các bạn, viết những cái dạng text hoặc là những cái dạng văn bản nó chỉ là một định dạng của content marketing mà thôi. Bởi vì content marketing ở đây là bao gồm tất cả những gì mà con người có thể nghe được, xem được, đọc được, chơi được, tương tác được đều được gọi là content. Bởi vì nó là nội dung số, đúng không ạ? Nội dung số. Thí dụ, truyền hình cũng là content, đúng không ạ? Game cũng là content, app cũng là content, bài viết cũng là content, đúng không? Hình ảnh cũng là content, hay là bất kể cái gì đấy nằm trong cái vấn đề như tôi nói là nghe, nhìn, xem, chơi, đọc, tương tác được thì đều được gọi là content. Và tại sao nội dung lại là quan trọng, lại là đứng số 1? Bởi vì bạn mua một cái sản phẩm, bạn truy cập vào trang web, bạn thấy hình ảnh, bạn thấy video, bạn thấy mô tả, bạn thấy giá, bạn thấy những cái feedback tất tần tật được thể hiện bằng cái gì? Được thể hiện bằng nội dung. Bạn thích quá, bạn thấy hợp lý quá, bạn mua hàng. Thì cái đấy nó chính là content. Content nó sẽ dẫn dắt cái quá trình từ biết cho đến tìm, từ tìm cho đến thích, từ thích cho đến đam mê, cho đến phát sinh nhu cầu và cho đến hành động là mua hàng. Đấy chính là content. Thế thì ở đây chúng ta sẽ hiểu về content marketing là gì rồi nhá. Vâng, là làm marketing bằng nội dung số. Còn làm marketing là làm gì thì chúng ta biết rằng là Philip Kotler đã nói marketing chính là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng. Thế còn Tổng thống Donald Trump, một người mà cũng có rất nhiều các cuốn sách nằm trong cái bộ sách Trump University của ông, tôi đã đọc cái cuốn sách về marketing của ông viết. Ông có một quan điểm tôi nghĩ rất là hay. Đấy là marketing là một quá trình là gì ạ? Làm vượt xa cái sự kỳ vọng, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng. Thì các bạn thấy là Kotler nói rằng là đấy là làm thỏa mãn khách hàng. Nhưng mà Donald Trump lại nói rằng là đấy là gì ạ? Vượt xa sự kỳ vọng. Tức là có một cái gì đó còn cao hơn cái mức mà Kotler đưa ra. Đấy gọi là làm marketing. Vậy làm marketing bằng nội dung số, tức là chúng ta làm sao là làm thỏa mãn khách hàng, làm vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng, bán được nhiều hàng và khách hàng tái mua vân 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 bằng nội dung số. Thông qua cái việc là chúng ta thể hiện bằng ngôn từ, bằng hình ảnh, bằng nội dung bài viết, bằng game, bằng app, bằng tất
cả những cái gì đó bằng MV ca nhạc, bằng phim truyền hình đều được. Được không ạ? Ok, như vậy chúng ta đã hiểu rõ là content marketing là gì đúng không ạ? Vâng, bài học này chỉ đơn giản như vậy thôi. Và tại sao nó quan trọng thì chúng ta biết rồi. Nó đánh vào cái nhận thức của chúng ta. Nó làm cho chúng ta cảm thấy thích, cảm thấy yêu, cảm thấy vui, cảm thấy hài hước. Hoặc là ngược lại là cảm xúc tiêu cực đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Vâng, đây là bài học đầu tiên trong cái bộ khóa học Content Marketing by Phan Anh của tôi. Và chúng ta hy vọng sẽ có thể trò chuyện, trao đổi và chia sẻ với nhau rất nhiều các cái nội dung hữu ích khác nữa. Và để giúp cho các anh chị và các bạn có thể làm content tốt và giúp các anh chị có thể bán được nhiều hàng nhờ Content Marketing. Đấy là cái mong muốn của tôi để mà sản xuất ra bộ khóa học này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.